Nếu đây là lần đầu tiên em xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tín, quận 12, chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Thì hiện tại Khánh đang có mặt tại địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thang, quận 12, là đại lý Hino 3S chính hãng của Hino Moto Việt Nam. Thì cũng khá là lâu rồi Khánh không làm những cái video về những cái dòng xe ở phân khúc tải nhỏ cho quý hàng cũng như là anh em xem và tham khảo qua. Thì đặc biệt hơn là hôm nay thì Khánh sẽ đem đến cho quý hàng cũng như là anh em một cái sản phẩm xe tải Hino thuộc phân khúc series 300. Đây, phân khúc series 300 và phân khúc tải nhỏ. Thì cũng nhiều quý hàng cũng như là anh em bảo với Khánh rằng hiện tại bây giờ dòng Hino có tải cho phép chở là 2 tháng 4 không Khánh à? Thì Khánh cũng công bố cho quý hàng cũng như là anh em xem chi tiết tại đây luôn. Thì cũng xin cảm ơn đội khách hàng Nguyễn Thị Bích ở khu vực đó là An Hòa, Biên Hòa đã tin tưởng ủng hộ cái dòng sản phẩm Hino Xndu 710 tải cho phép chở là 2 tấn 4, tổng tải là 2 tấn 905 và tải trọng lượng bản thân là 2 tấn 905 và tổng tải đó là 5 tấn rưỡi nha quý hàng như là anh em. Phiên bản này nếu mà đi vào những cái cung đường cấm tải về tải trọng cho phép chở thì 2 tấn 4 thì phiên bản này khá là ok, bởi vì thiết kế ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong và thùng xe thì khá là rộng rãi cho quý hàng như là anh em chở những mặt hàng đi những cung đường thành phố nha. Về tải trọng và về chất lượng thì đảm bảo cho mình về cái sản phẩm về phân khúc series 300 Xndu 710 này thì cũng không xa lạ gì nhiều so với những quý hàng như là anh em đã tin tưởng và xem cái những cái video của Khánh. Thì quý hàng cũng như là anh em có thể thấy đây, đây là model Xndu 710L WKFM B chassis số khung khá là đẹp nha quý hàng như là anh em, 91400 số 9, số máy đó là N04C WK12258, mã động cơ của phiên bản 2021 là WK nha quý hàng như là anh em. Và thời điểm này khách hàng đó là chị Bích ở khu vực Đồng Nai tin tưởng ủng hộ tại Hino Đại Phát Tín bên Khánh, đó là dòng sản phẩm Hino 710 tải cho phép chở hiện tại bây giờ là 2 tấn 4 và kích thước lọt lòng thùng hiện tại bây giờ là 4,5 m. Và cái sản phẩm hiện tại trước mắt quý anh em như là anh em, Khánh quay cho quý anh em xem đó là mẫu 2021, và đặc biệt hơn quý anh em như là anh em đầu tư ở thời điểm tháng 12 của 2021 sẽ được đời xe là 2022 nha quý anh em như là anh em 2022. Về cái xe nền chassis hiện tại bây giờ với cái mức giá hiện tại quý anh em như là anh em có thể tham khảo đầu tư ở thời điểm hiện tại bây giờ. Phiên bản trước mắt quý anh em như là anh em xem đó là đời 2021 với giá xe nền chassis đó là 622 triệu, đã bao gồm 10% VAT. Và thời điểm hiện tại quý anh em như là anh em đầu tư ở thời điểm tháng 12 2021 sẽ được đời xe là 2022. Và với cái giá bán Khánh sẽ công bố tại đây cho quý anh em như là anh em xem và tham khảo luôn nha. Về cái giá bán của đời 2022, Khánh đang bán với cái giá là đã bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm phần thùng và chi phí ra số, đó là 630 triệu, và phụ thuộc vào quý khách hàng như là anh em đóng thùng như thế nào thì giá cả nó sẽ khác nhau. Còn về phiên bản series 300 này thì nó cũng không xa lạ gì nhiều cho quý khách hàng như là anh em. Về phiên bản này nó sẽ tương tự giống như phiên bản cabin của Xndu 720 3,5 tấn và Xndu 730 3,5 tấn nha quý khách hàng như là anh em. Cũng như là về cái thiết kế ngoại thất vẫn là cái chữ Hino, tem Hino khá là bắt mắt nằm ở phía bên tay trái Khánh đây, và cái đây là phân khúc series 300 kết hợp nữa là về cái mặt ga lăng quý khách hàng như là anh em có thể thấy đây, nó sẽ đồng nhất với lại màu sơn của cabin giúp cho cái vẻ mạnh mẽ của dòng xe mình, nó tạo một cái vẻ thẩm mỹ khá là cao. Đặc biệt hơn là về cái góc chiếu sáng thì phiên bản này nó đã sản xuất năm 2021 và nó sẽ được thay đổi và nó sẽ được tích hợp hơn về cái phần đèn chiếu sáng, nó kết hợp là đèn halogen dạng lớn bao gồm xi nhan, pha cốt cũng như là góc chiếu sáng của mình có thể được thay đổi tùy chỉnh theo cái nhu cầu của mình, khi quý anh em như là anh em lên xuống dốc thì có thể điều chỉnh được tùy thích nha. Đấy, một điểm khá là lợi thế cho mình khi mà đầu tư cái dòng sản phẩm Hino Xndu 710 tải cho phép chở là 2,4 tấn và tổng tải của nó là 5,5 tấn. Phía dưới đèn cản đây, đèn cản phía dưới là đèn sương mù vị trí thì cũng được tích hợp phía bên dưới cho mình khá là hài hòa. Về biển số thì khách hàng chị Bích đã bóc biển số là 60H04467 nha quý hàng như là anh em 04467. Về nội thất bên trong thì Khánh sẽ đi chi tiết hơn cho quý hàng như là anh em xem ngay video này luôn. Thì những video trước thì Khánh cũng có giới thiệu về cái dòng sản phẩm Xndu 710 này, cũng khá là nhiều khách hàng hỏi
thâm thánh về cái dòng sản phẩm này. Thì hôm nay thì Khánh sẽ đi chi tiết hơn cho quý hàng. Cửa thì quý hàng như là anh em có thể thấy đây, cửa nó sẽ được trang bị giống như phiên bản của Chinu 720, 730, khá là bắt mắt và khá là hài hòa, kết hợp là khóa cửa nè. Về bên phụ thì gương chỉnh điện nó sẽ là auto. Bên đây thì gương chờ của này là chỉnh bên phụ nha quý hàng như là anh em. Mồi gạt tàn hút nè. Đấy, bên trong nội thất đây. Nội thất thì ghế trang bị sẽ là ba ghế khá là rộng rãi và thoải mái. Khánh có chiều cao 1m8 thì ngồi cũng khá là thoải mái luôn nha quý hàng như là anh em. Ghế thì mình bọc da nha, bọc da nhìn nó khá là bắt mắt và hài hòa, cũng khá là sang trọng đấy. Tiếp đến nữa là về bên trong, đây là bảng đồng hồ điều khiển trung tâm. Thì đây là bảng đồng hồ điều khiển trung tâm thì nó sẽ hiển thị cho mình về các chi tiết giống như phiên bản kia, đó là về dòng tua máy nè, về số km trên giờ, rồi hiện tại bây giờ trang bị thêm đó là màn hình LCD nó ra đâu đó tầm khoảng 3 inch để hiển thị về đồng hồ Edo điện tử nè, giờ nè, mức nhiên liệu, nhiệt độ, nước làm mát, cũng như là một số đèn cảnh báo, hệ thống phong độ, bình và động cơ đấy, một số trang bị. Còn về bên hoa lăng thì hiện tại bây giờ xe trang bị cho mình đó là vẫn là hoa lăng hai chấu đặc trưng của Hino luôn, với logo dập nổi phía trên nha, cái phần còi điện đây. Về tiếp theo nữa là về các cắt gần gạt mưa thì nó nằm bên cần đèn chiếu sáng thì nằm bên trái nè. Về cần gạt mưa hoặc là các hệ thống phanh động cơ, hệ thống phanh chỗ chờ, phanh đổ đèo thì nằm bên đây. Khi muốn hàng cũng như là anh em bật xuống thì nó sẽ hiện đèn lên đây nha. Đấy, tiếp đến nữa là về một số trang bị như là về các hốc gió, để máy lạnh Denso hay chiều khá là đặc trưng. Một điểm khá là hay nữa là về cái góc chiếu sáng thì lúc nãy Khánh có chia sẻ từ phiên bản 2021 thì với phân khúc C300 nhập 3 cục lắp ráp tại Việt Nam thì nó sẽ được trang bị về cái góc chiếu sáng này từ các mức độ như 1 đến 5 nha quý hàng như là anh em. Về trang bị radio, cổng USB, đặc biệt là có thêm Bluetooth nữa quý hàng như là anh em có thể nghe nhạc qua điện thoại nha. Cái hốc gió, cái hộp để đồ khá là tiện nghi. Phía trên dàn thì sẽ trang bị cho mình hai cái hộp để đồ và cái rèm che nắng phía trước đây. Đấy, gương bên trong có thể quan sát khá là cơ bản. Hộp số thì hiện tại phiên bản này nó có một điểm khá là hay nữa là về hộp số nó trang bị khác biệt so với cái hộp số cũ nha. Hộp số 6 cấp, 6 số tiến và một số lùi nha quý anh em, như là anh em. Đấy, hộp số này mình có thể hạ ngang nè. Đấy, hạ ngang luôn nha. Có thể nghỉ ngơi. Khá là hay, có khớp giống như phiên bản cái chế độ 720 và 730. Về đây là phanh đổ đây, phanh đổ thì trang bị cho mình là phanh cơ thôi. Tiếp đến nữa là Khánh sẽ cho quý anh em như là anh em xem về cái khói động cơ cũng như là về cái một số thông số lốp và thùng xe được đóng tại hãng Hino đã phân tính bên Khánh nha. Khánh vừa nâng cabin của phiên bản Hino 710 tải cho phép chở 2,4 tấn lên cho quý anh em cũng như là anh em xem và tham khảo qua. Thì cabin của phiên bản này là vẫn là cabin cơ cấu kiểu lật cách nâng hạ, nó khá là dễ dàng nha quý anh em như là anh em. Quý anh em cũng như là anh em muốn biết chi tiết hơn về cái cách nâng hạ của cabin từ tất cả các phiên bản của xe Hino từ 1,5 tấn cho tới 15 tấn kể cả xe đầu kéo 40 tấn thì Khánh có thể để đường link phía dưới cho quý anh em. Một điểm không thể bỏ qua đó là về miếng lót cách nhiệt phía dưới đây, nó sẽ được phủ quạt bên ngoài giúp cho cách nhiệt hoàn toàn tốt giữa phần động cơ bên ngoài và phần không gian nội thất bên trong nha. Về lớp xe thì xe sử dụng lớp đồng đều nha quý anh em như là anh em, nó sẽ khác so với cái phiên bản của Hyundai hoặc Isuzu sử dụng lớp không đồng đều, lớp trước lớn hơn lớp sau. Còn về Hino sẽ là lớp đồng đều, lớp Biraton, lớp có thông số là 7.0G16 đấy, 7.0G16 nha quý anh em như là anh em, 5 tắc kê giúp cho mình có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế. Về khung gầm thì hiện tại bây giờ quý anh em như là anh em thể thấy đây, xe nó trang bị cho mình phía trước thì hiện tại bây giờ nó rơi đâu đó tầm khoảng 6 lá nhíp khá là dày dặn và chắc chắn, cũng như là các về hai phục giảm sóc phía trước. Về khối động cơ thì xe trang bị cái khối động cơ vẫn là động cơ khá là to và hợp hố với cái dung tích xi lanh đó là 4009cc, vẫn là bốn máy, bốn xi lanh thận hàng đấy. Và một số chi tiết hiện tại bây giờ xe được hãng Hino lắp đặt khá là dày dặn và khá là gọn gàng giúp cho mình có thể dễ dàng kiểm tra. Phía bên phụ đây sẽ trang bị cho mình tất cả các phiên bản Hino đó là về hệ thống turbo như quý em như là anh em, giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng kéo tải của mình sẽ được tối ưu hơn. Và đặc biệt là cái phiên bản xe Hino 710 2,4 tấn này nó có cái công suất hiện tại bây giờ là 150 PS tại 2500 vòng trên phút và hộp số thì như lúc nãy Khánh có trang bị có trao đổi quý em như là anh em là hộp số trang bị 6 cấp, 6 số tiến và một số lùi nha quý em như là anh em. Về thùng xe thì hiện tại bây giờ được đóng tại hãng Hino đã phát tính bên Khánh. Chị Bích yêu cầu đóng thùng sắt tiêu chuẩn thì bên Khánh cũng có đáp ứng cho mình nha. Đã ra biển số và chờ
đến ngày thì khách hàng chọn những cái ngày phù hợp với mình và ngày đẹp với mình thì khách lấy xe. Đấy thì tùy thuộc vào cái phong thủy của mỗi quý khách hàng cũng như là anh em. Thùng sắt tiêu chuẩn thì hiện tại bây giờ quý khách hàng như là anh em có thể thấy đây, xe được sẽ được mở 5 bẩn, vách bẩn sẽ là vách inox. Còn về một số chi tiết ví dụ như cản hông nè, cản sau thì bên Khánh sử dụng bằng sắt, và chi tiết hơn thì Khánh sẽ đi ngay đây cho quý khách hàng như là anh em xem và tham khảo qua. Về xương vách trước sử dụng sắt hợp 44 có độ dày lên đến 1.4 ly, vách trước sẽ là vách 1.5 ly để khoảng. Trụ thì trụ là trụ thép đúc nha quý khách hàng như là anh em, có độ dày lên đến đó là 4 ly. Trụ trước là U80 nè. Về khung bao bản lề cũng như là khóa ton bên Khánh sử dụng cũng là bằng sắt tiêu chuẩn luôn. Khung bao sàn, khung ốp đầu đà phía bên dưới đây các bên Khánh sử dụng bằng sắt. Trụ giữa thì bên Khánh sử dụng U120 có độ dày lên đến đó là 5 ly. Tiếp đến là về chấn bùng thì từ phiên bản tiêu chuẩn cho tới phiên bản bẩn nhôm thì bên Khánh sử dụng cũng là bằng inox luôn nha quý khách hàng như là anh em, bằng inox luôn. Đây là phía sau của thùng. Về phía sau thùng thì hiện tại bây giờ khung bao sau của xe được sử dụng đó là bằng sắt. Vỉ phía trên thì quý khách như là anh em có thể mở vỉ như thế này đẩy lên, hoặc là mình có thể mở hai cửa hai cánh đẩy hai bên. Và có thể đặc biệt hơn là mình sẽ bắn vách lá me hoặc là vách để phẳng, bắn thêm gòn cao su nữa. Đấy thì tùy vào giống như phiên bản khung kính. Còn về nhu cầu của khách hàng như là anh em như thế nào thì cứ mạnh dạn liên hệ với Khánh thì Khánh sẽ báo giá cũng như là tư vấn cho mình. Về bên trong sàn thùng của anh Khánh sử dụng là sàn thẳng nha, sàn thẳng bằng sắt có độ dày là lên đến 2.5 ly nè, vách trước 1.5 ly. Về khung chuồng heo hai bên thì hợp 44 có độ dày lên đến đó là 1.4 ly. Vách bên trong cũng vẫn là vách tôn kẽm nha, giữa vách tôn kẽm và vách inox bên ngoài sẽ là mắt xốp nha quý khách hàng như là anh em. Về kèo thì sử dụng đó là kèo phi 27 nha quý khách hàng như là anh em, kèo truyền thống phi 27 tại Hino Đại Phúc Tính Bình Khánh. Và điểm đặc biệt khi quý khách hàng như là anh em đóng xe, đóng thùng xe tại Hino Đại Phúc Tính Bình Khánh đó là về chế độ bảo hành thì thùng xe sẽ được bảo hành 1 năm. Phiên bản đây là ISO 710, mui bạc, ngày sản xuất là tháng 12/2021, bảo hành 1 năm đến tháng 12/2022 tại các trụ sở đó là 333 Lý Thường Kiệt, thành phố Cà Mau và 1286 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12. Thì đối với cái phiên bản mẫu thùng tiêu chuẩn này thì thường thì bên Khánh sẽ sử dụng bạc 5 mảnh cho quỳnh quý khách hàng như là anh em, bạc 5 mảnh và sử dụng móc phi nha. Ngoài ra thì cái này cũng như là anh em có thể sử dụng móc inox hoặc là mình không sử dụng móc. Móc inox thì vẫn móc bạc như thế này. Còn về không móc bạc, không sử dụng móc bạc móc bẩn á, thì mình sẽ sử dụng đó là hai cái khuôn, cái bạc phủ hai bên khung chuồng heo sẽ bắn chết chết vào khung chuồng heo thì nhìn cái bạc mình nó sẽ căng và phẳng hơn. Còn về phiên bản tiêu chuẩn thì như thế này nha, mình có thể sử dụng đó là bạc 3 mảnh, 2 mảnh ho, một mảnh lớn mà 2 mảnh trước sau. 5 mảnh như thế này thì 2 mảnh trước sau, 2 mảnh hông và 1 mảnh lớn. Ngoài ra thì sử dụng bạc hộp, đó là nguyên cái hộp chùm xuống. Đấy, giống như mình mặc một cái áo cho cái khung xe của mình nha quý khách hàng như là anh em. Thì Khánh cũng đi vừa chi tiết về cái phiên bản xe Hino ISO 710 cho quý khách hàng như là anh em xem. Ở thời điểm tháng 12/2021 đó là khách hàng chị Nguyễn Thị Bích đã tin tưởng ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính Bình Khánh. Còn về chế độ bảo hành cũng như là bảo dưỡng thì Khánh sẽ nói ngay đây cho quý khách hàng như là anh em nắm và tham khảo nha. Về chế độ bảo hành thì hiện tại đầu tháng 10/2021 thì nhà máy Hino Motor Việt Nam đã áp dụng cho mình một chính sách khá là tốt về chế độ bảo hành. Hiện tại bảo hành lên đó là 7 năm và giới hạn số km nha quý khách hàng như là anh em. Giới hạn số km là 350.000 km. Thì tùy thuộc vào cái điều kiện nào đến trước thì sẽ áp dụng cái điều kiện đó. Ngoài ra thì quý khách hàng như là anh em, về chế độ bảo dưỡng thì sẽ tăng về cái mốc bảo dưỡng hơn so với trước kia. Trước kia bảo dưỡng thì nó sẽ là bảo dưỡng miễn phí 3 mốc bao gồm là 5.000, 20.000, 40.000. Còn về hiện tại bây giờ chế độ bảo dưỡng nó sẽ được tăng hơn lên đến đó là 9 mốc và lên đến 160.000. Nhưng về cái chính sách của nhà máy hiện tại bây giờ là muốn khách hàng đồng hành cùng với Hino Motor Việt Nam, đó là về sự chia sẻ, đó là về công thay thế lắp đặt thì nhà máy nó sẽ hỗ trợ 50%, khách hàng thanh toán 50%. Còn về chế độ mà phụ tùng công thay thế, phụ tùng lọc dầu, lọc nhớt, nhật nhiên liệu đấy thì nhà máy nó sẽ hỗ trợ cho mình 30%, thì khách hàng sẽ thanh toán 70% nha. Đấy thì quý khách hàng cũng như là anh em thấy phiên bản ISO 72710 tải cho phép chở này là 2.4 như thế nào ạ, có thể cho Khánh lời comment và bình luận phía bên dưới nhé. Cái này cũng như là anh em cảm thấy video hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh, cũng như đừng quên chờ đón những video tiếp theo của Khánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.